Xin chào các bạn, đây là series Trên Cờ Với Nắng. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một vị tướng không thể thiếu trong các đội hình meta khi mùa 9.5 cập bến. Sau một vài phiên bản cập nhật thì giờ đây bản 13.19b, kẻ ngoài vòng pháp luật Grace đã comeback. Không phải là nó được buff hay là gì đâu, mà thật ra là tại các bài khác đã yếu đi nên tự nhiên nó mới trở lại thành con tướng được lựa chọn làm chủ lực nhiều ấy mà. Với khả năng giảm tốc độ đánh thì Grace có thể thổi bay các chủ lực của đối phương nếu đủ khỏe. Đấy là về mặt lý thuyết. Chúng ta sẽ xoay quanh tộc hệ của Grace là vô pháp và bắn tỉa. Vậy nên đội hình này cần tập trung vào việc build Grace 3 sao đồ chuẩn, kết hợp với Quyana xử lý tuyến sau và kẹp Zinix phụ đàm khá ổn. Cụ thể triển khai như thế nào thì xin mời các bạn xem đến cuối video nhé. Trở lại với Legend quen thuộc Poro để có nhiều sự lựa chọn hơn nha các bạn. Okay. Trường đại học được vote bởi thay tên đổi vận và game chọn luôn. Wow. Nghe cái tên ông này tự dưng cũng muốn đổi tên. Các bạn đề xuất cho mình một cái tên hay đi, comment ở phía bên dưới nhá. Đổi tên cái chứ không dạo này mình đánh đen quá. Bắt ngay được 3 con Grace ở vòng 1.3. No. Lại con Kata rơi ra từ ro quái. Đồ khởi đầu sau 3 lượt quái đầu đấu quái của mình là duy nhất một cái nịt, còn lại toàn tiền là tiền. Chính nó là lý do giúp cho mình có thể chốt sớm bài đấu này đấy mọi người. Bài này thì chúng ta sẽ cần roll nhiều eco tiền sớm để tí nữa có thật là nhiều tiền roll sau để back lại. Chiếc lõi đầu tiên xuất hiện với tín đồ mua sắm không phù hợp với lối chơi reroll lắm nên là mình bỏ. Vương miện thách đấu thì lại càng không vì mình đã chốt form bài rồi. Khảm bảo thạch thì cũng khá là ok nhưng mà nếu xuất hiện ở lõi 2 thì sẽ tốt hơn. Mình roll cả 3 thì chỉ có duy nhất thứ 6 kỳ quái là dùng được nên là mình chọn luôn. Trùng hợp là mình cũng đang thiếu đồ cho 2 carry nên là cái lõi này là ok nhất rồi đấy. Được. Chỉ cho hai vô pháp là Grace và Kata vào sân cùng Milio. Mình tích 20 tiền ngay round 2.1 nhờ lượng vàng dư ra lúc nãy nữa. Đối thủ đầu tiên với cái lõi cặp đôi hoàn cảnh cơ mà chưa có tướng đam. Mình dù chỉ có 3 chết nhưng mà vẫn thắng được, quá ảo ma. Đáng định đánh thua thì gặp luôn cái ông này. Check qua các nhà một lượt thì thấy không thể win ai được nữa. Mình bán tạm Kata đi để tích 30 tiền. Gặp luôn cái ông lấy quà sinh nhật đáp level 5 lại còn xếp 2 bên cẩn thận. Đây là đấm mình hẳn chết luôn. Có một ông định đòn mình nên là mình bán hết tướng đi chỉ để lại Grace nhưng mà không gặp. Mình tiếp tục để thua full house trước cái nhà level 5 này và còn lại 82 máu chưa có đi chợ. Được đi chợ sớm và bài này cũng cần kha khá BF nên là mình múc được một cây BF 3 tiền, khá là ngon. Eco được 50 tiền ngay từ vòng 2.5. Mình lần lượt để thua liên tiếp 2 nhà và còn lại 68 máu. Nhặt về cây tam hợp kiếm thứ 2 từ lõi. Mình roll sương sương để đép người đá mà thế đếch nào Quyana lên 2 luôn, ác chưa. Vì đầu trận chỉ rơi ra có một đồ nên là round này người đá trả cho mình hẳn 2 găng, một giáp và một kháng phép để mình lắp luôn cái huyết kiếm cho Grace. Slow roll sương sương với 74 vàng tích được ở vòng 3.1. Mình bắt thêm về Grace thứ 6, Quyana thứ 5 cùng với Zinix 2, quá điệp. Gặp lại luôn cái người anh em cặp đôi, chắc là định đánh Soraka Neko mà giờ chưa có tướng. Mình dễ dàng có được chiến thắng. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 3.2. Kho đồ hỗ trợ là không cần thiết vì đồ cho các tướng mình cần trong kho này không quá ngon. Khỏe mạnh kép thì càng không dùng được cho bài đấu này. Hỗ trợ tại chỗ cũng giống kho đồ hỗ trợ nốt. Roll cả 3 thì mình có bắn tỉa xong đấu. Chiếc lõi này có thể giúp cho mình tiến gần hơn tới Grace 3. Nhưng mà đánh Grace thì phần trăm tốc độ đánh cộng thêm không quá ngon. Nắm rõ đối thủ thì trên sàn gần như là chỉ có mỗi một mình một bài không cần nốt. Mầm bệnh sẽ được mình chọn sau khi chất thế các nhà cũng khá là trâu. Vì vừa thắng ở round 3.1 và đang nhiều tiền nên là mình muốn roll 3 sao để giữ chuỗi luôn. Mà thế đếch nào roll xuống còn 20 tiền chỉ ra thêm đúng một con Grace và hai con Quyana. May là còn roll ra 4 vô pháp để cho vào sân đấy chứ không thì lỗ nặng. Ông anh với chiếc lõi quà sinh nhật vẫn đang eco ở level 6 và không update gì thêm. Mình có cơ hội trả thù lần đầu tiên. 3.3 nháy thêm phát thì Grace xuất hiện và một lần nữa mình bị lừa. Mày lừa bố mày. Tưởng vào cầu nên là roll cạn cả tiền thì nó chỉ được 8 Grace và 8 Quyana. May mắn là đối thủ mình gặp ở round này cũng đang yếu, mình vẫn có được chiến thắng thứ 3. Đi chợ nhặt thêm chiếc BF để lắp nốt cây móng vuốt cho kẻ ngoài vòng pháp luật. Không trách nhà vài lượt thế mà đã lòi đâu ra một ông chơi bắn tỉa cầm hẳn 5 con eco. Lượng đồ và tướng của mình vẫn chênh lệch nên tiếp tục là chiến thắng cho lắng để thắp lên ngọn lửa huy chức lần đầu tiên. Roll quá trời thì không thấy đâu mà không roll thì lại từ đâu ra đấy, thế mới cay chứ. Sao ban đầu không nói gì thì tiếp tiền lên cấp. Cay. Tiếp tục chiến thắng khi mà đối đầu với cái nhà eco trắng đòn mình lúc đầu. Giờ lên 7 roll cạn tiền rồi trả ra cái gì. Đồ không lắp luôn. Quả táo nhãn lồng sắp hưởng dương 4 chấm rồi. Eco cũng lên 2 ở rau quái. Hai nước mắt là đồ mà mình nhặt được sau khi săn 5 con sói. Bàn tay mình lắp cho Quyana vì nó sắp lên 3 rồi. Up luôn level 6 để thêm tặng instant vào sân. Kích chút lửa cháy cháy cho Zinix nha mọi người. Thật sự phải nói là cái ông thay tên đổi vận này cần đổi tên thêm một lần nữa. Vì lần nào gặp mình cũng thua. Mà cặp đôi hoàn cảnh thì hai con carry lại là hai con không có cặp đôi trong sân. Nhìn có Sida không ư chứ. Lõi công nghệ cuối cùng gọi tên Kim Cương với pháo đài bất hoại.
loại vì mình không cần đồ banh. Hỗ trợ tại chỗ là một cái lỗi hên xui trong tình huống này, loại nốt. Giãn cách xã hội có thể dùng được nên là mình giữ lại. Rôn hai cái kia thì ra quỹ phòng hộ ngon quá. Lượng tiền mình đang thiếu giờ sẽ được bù đắp bằng chiếc lõi này. Húp luôn nha các bạn. Drop some money. Rôn sư sư trước đã rồi mê cô lại sau. Mình rôn xuống còn 30 tiền thì lên được quý Yanaba. Giờ thì yên tâm lên cấp rồi đấy. Nice. Quà sinh nhật nhưng mà lại rôn 7. Đã thế bài pháp sư lại không có blue, không creep phép, không nỏ xét hay là giao điện gì sất. Một bài đấu quá chấm hỏi nên nhận thất bại là dễ hiểu. Cảm giác Kata và Eco không lên được 3 do có nhà cầm rồi nên mình bán nốt đi tích 50 tiền. Ông chán nản vô cùng này chắc là càng chán hơn khi mà gặp mình. Kiếp nạn của lobby đi tới đâu mọi người sợ tới đấy. Chuỗi tháng đã được nâng cấp lên con số 8 sau round vừa rồi. Những thứ mình cần mất hết nên là lấy về nước mắt. How? Để lắp thêm một chiếc bàn tay nữa cho Quyana. Làm gỏi gọn gàng nhà As Ionia đã có 3 sao bằng hai carry là Grace và Quyana của mình. Thăng 9 rồi mà con ơi. Vẫn phải kỹ càng trong khâu xếp bài, xếp đúng bên và đối đầu với nhà siêu cô can trường. Không có blue nên siêu cô tỏ ra yếu đuối. Can trường cũng không có đồ tanh quá ngon nên nhà này gặp mình mém tí thì lên bảng đến top luôn đi chứ. Săn nốt mấy con chim để lắp được vô cực cho Zinix, bốc đồ cho Kata cũng như là vương miện cho Eco. Up level 7 để kích thêm hệ. Tiếp tục một lần nữa chia buồn với người anh em thay tên đổi vận. Gặp mình va lại để thua. Thua cỡ này thì làm trận mới đi chứ, đánh đấm gì nữa đúng không các bạn? 5.2 mình gặp bóng nhà bắn tỉa nên là chiến thắng cũng không quá khó. Chuỗi thắng đã nâng lên con số 12. Round vừa rồi kết thúc thì top 4 cũng đã có chủ rồi. Ông quà sinh nhật không có big update khi mà chỉ lên thêm được level 8 để kích hệ. Tướng một sao khá nhiều giúp cho các vô pháp team mình luồn xuống và xử lý lần lượt. Nhà này mém tí thì cũng đi luôn. Đi chợ chả biết lấy thêm cái gì nên là mình múc cái vô cực cho Zinix nha. Up level 8 và cho thêm một combo The Kaiser vào sân cho vui vui. Để tiền còn lên 9 nữa. Nhà bắn tỉa này khá xui khi mà đánh Zinix carry mà mình cầm hết 8 con rồi nên là giờ vẫn chưa lên được Zinix 3. Đối thủ hack não mình với pha xếp Zinix nhưng mà mình không bị lừa đâu. Để nguyên Grace và Quyana cùng bên. Chiến thắng khá là khó khăn khi mà bài đối thủ đam bằng nhiều tướng. May mà mình xếp cùng bên chứ xếp bên kia thì có khi thua rồi. Sao mà đó được. Hai nhà kia tự xử và tranh nhau cái top 3. Chán nản vô cùng, đúng với cái tên ông này. Cảm thấy không ăn được ai trong hai nhà top 1-2 nên là bán sạch tướng đi và cho chết. Gặp mình luôn ở vòng 5.6 và mình giúp ông này tọa nguyện. Đánh xong dòng ngàn tuổi thì Zinix cũng lên 3. Thưởng cho nó thêm cái diệt khổng lồ để bắn cho đau. Lên cấp 9 và thay 4 đồ tẻ 3 Noxus vào sân. Do mình chưa có đủ 4 bắn tỉa. Đối thủ tranh thủ lúc mình đang up cấp và roll thì đã đổi carry sang bên khác. Tuy nhiên vấn đề của nhà này vẫn là đang thiếu đam trầm trọng. Mình thắng mặc dù không xếp bài. Roll nốt được con Model 2 và Rexai 2 chứ không bị sợ đối thủ đầu hàng. Mình chỉ kịp đổi vội tướng sang bên còn lại. Đối thủ cũng rất nhanh đổi tướng đi ngược hướng. Lần này thì ông ý quyết định đổi đồ sang cho JC để carry. Nhưng mà mình thấy Zinix 2 với cả JC 2 cũng không khác nhau là mấy. Vì team bạn tanh được khá lâu. Nhưng mà chừng đấy là chưa đủ. Các tướng vô pháp team mình chỉ cần luồn ra sau là có thể dứt điểm carry team bạn trong phút 1. Trận chiến vẫn còn kéo dài thêm một round nữa sau vòng đi chợ. Vì ông này để thua mình 2 chép ở round 6.3. Mình lấy nốt con sền 2 cho cầm huyết kiếm luôn để dập tắt hy vọng của ông này. Ông ý thì lên được JC 3 và đây sẽ là combat cuối cùng. Ông ý xếp mũ súng vào Afe để beat góc vị trí các vô pháp team mình khá là hay. Gangplank cho lên hàng đầu nhưng mà chưa kịp tung skill thì đã bị Grace cùng với Quyana team mình cho bốc hơi. Đêm nay JC khóc ở trong góc khi mà gian tanh nằm xuống quá nhanh. Áo choàng bóng tối cũng chỉ giúp câu kéo thêm một chút thời gian trước khi nằm xuống. Vì là vị tướng cuối cùng gục ngã. Top 1 với chuỗi thắng 19 từ dưới đáy xã hội đi lên cho lắng. Như này đã đủ mãn nhãn chưa ạ? Mọi người thấy hay thì một like một share đi. Tổng kết nhé. Các bài đấu counter vô pháp như là thách đấu cho gát bắn tỉa cũng đã nấp xương xương. Nên là vô pháp trở lại với sự góp sức của Grace chứ không nhất thiết phải là Ron Eco Kataba đâu. Bài này có thể hoàn thiện ở level 7 và đánh theo form 4 pháo thủ 4 vô pháp nha mọi người. Tùy tình huống mà có thể up cấp hoặc là roll 3 sao cho phù hợp. Tuy là chơi được nhưng mà các bạn không được chủ quan mà không xếp bài nha. Phải xếp thì mới counter được đối thủ đấy. Nên check bài để tránh bị trùng. Chứ roll mà đã đen đen xong lại chơi trùng nữa thì liệm luôn. Chúc các bạn lên rank vui vẻ, bye bye.